Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Trên màn hình của quý vị và các bác đây thì đây là cặp loa JBL K512 hàng bãi Mỹ xịn mà được rất là nhiều bác tin dùng và sử dụng, và hiện tại bây giờ là gần như là bên em đang bị gần như là đang bị cháy hàng quý vị nhé. Đấy. Với cặp loa JBL K512 này thì nó được trang bị là một bát 30, được trang bị một bát 30, một chung và một chép đôm họng kèn. Với cặp loa này thì chúng ta có thể chơi cực kỳ là hay ở cái gian phòng từ 45m² đổ lại quý vị nhé. Đấy, nếu mà dưới 35m² thì tin chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không cần chơi trầm nữa. Đấy, tiếng bát rất là sâu chắc và tròn. Đấy, sâu chắc và tròn. Còn âm chung thì trong trẻo, tròn vành, rõ chữ quý vị nhé. Đấy, âm chép thì này tanh tách luôn. Và cặp loa này thì hiện tại là bên Cốc Cốc Audio chúng em là đang để quý vị và các bác giá là 5 triệu đồng là đã bao gồm phí vận chuyển rồi quý vị nhé. 5 triệu đồng đã bao gồm phí vận chuyển rồi. Đấy. Cặp loa này thì nó khác với lại những dòng loa 2 đường tiếng. Đấy, cặp loa này nó là dòng 3 đường tiếng. Nó sẽ chạy bát trung chép đều nhau. Một cái giải rất là hay, một cái giải phẳng quý vị nhé. Còn như ở những dòng loa hai way mà nó không có âm chung á, nó chỉ có bát chép thôi, thì nó sẽ bị khuyết đi cái âm chung quý vị nhé. Khuyết đi cái âm chung, cho nên là nhiều bác là cũng có hỏi bên em là vì sao là loa ở nhà mà khi chơi, khi hát karaoke thì cảm thấy là nó không thoát tiếng và không tròn vành rõ chữ. Đấy, và tiếng của nó không được bay bổng. Đấy, thứ nhất là loa nhà các bác nó đang là loa hai way. Đấy. Và nó thiếu đi cái âm chung, nó khuyết đi cái âm chung rất là nhiều bởi vì là nó không có cái âm chung. Đấy, còn bình thường như những cái dòng loa ba way này thì khi mà chúng ta hát karaoke lên thì các bác biết rồi, lời ca tiếng hát của chúng ta thì âm chung rất là nhiều. Đấy, kể cả giọng nói của chúng ta là âm chung rất là nhiều. Khi mà chúng ta hát karaoke lên thì thoát tiếng hay là không thoát tiếng thì nó cũng do âm chung rất là nhiều quý vị nhé. Đấy. Vâng, chính vì như thế cho nên là chúng ta hát karaoke có những bác mà cũng chưa làm chủ được những chiếc vang, những chiếc âm ly nhà chúng ta nữa. Cho nên là khi mà chúng ta hát karaoke lên nó sẽ không được thoát tiếng, thoáng tiếng. Và chúng ta hát cảm giác là nó rất là mệt. Đấy, chúng ta hát nó rất là mệt. Nhưng đối với những dòng loa ba way này thì khi mà chúng ta hát karaoke tiếng rất là thoát tiếng, tròn vành, rõ chữ. Và chúng ta hát nó không bị mệt. Chúng ta hát karaoke hát một bài, chúng ta muốn hát thêm bài nữa luôn các anh nhé. Đấy. Và 5 triệu đồng đã bao gồm phí vận chuyển. Nếu mà quý vị và các bác chúng ta lấy cả bộ combo bên em như là chiếc X7 đa xe ống tích vang liền công suất tích hợp giải mã này, cộng với lại đôi cây nó 1-2 thì 12 triệu bên em sẽ tặng kèm một bộ micro không dây quý vị nhé. Đấy. Vâng, bây giờ em sẽ test thử chất âm của cái dòng loa 3 way này cho chúng ta cùng nghe và chúng ta cùng cảm nhận và chúng ta cùng xem là vì sao những dòng JBL K512 này lại liên tục cháy hàng quý vị nhé. Đấy, và vì sao lại các bác lại dùng nhiều như vậy, vì sao các bác lại mua về, các bác lại còn giới thiệu anh em bạn bè nữa. Đấy. Và cặp loa JBL K512 này bên em là cặp loa JBL K512 hàng bãi Mỹ xịn, không đèn quý vị nhé, hàng bãi Mỹ xịn không đèn. Và dòng này sản xuất trước năm 2016 cho nên là dòng này nó sẽ không trang bị đèn quý vị nhé. Đấy, bây giờ em sẽ mở nhạc đi để quý vị và các bác chúng ta cùng nghe và chúng ta cùng cảm nhận các bác nhé. Trôi qua cầu in hình bóng đôi đầu.
Có thể nghe thấy là rất là tròn vành rõ chữ đúng không ạ? Tròn vành rõ chữ và cặp loa này thì nó là cặp loa đa năng, chúng ta có thể chơi mọi thể loại nhạc quý vị nhé. Đấy. Cặp loa này thì nó là hàng tuyển chọn cho nên là còn rất là đẹp từ cái góc cạnh của nó luôn quý vị nhé. Đấy, bây giờ em sẽ test thử một bản Bolero quý vị nhé. Đã qua từng mùa lá bay.
nếu còn là người tình thì thôi thay màu áo, thôi sống mắt xôn xao. Vì thời gian không đợi, còn lời yêu giữ lại để con miệt mê say. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở, gọi nhau mãi người tình. Dạ vâng, tiếng rất là trong sáng và sạch, và chúng ta nghe nhạc chúng ta cũng có thể thấy là gần như là nó không có một cái chút gọi là sạn nào cả, đúng không quý vị? Đấy. Và giá của nó chỉ có 5 triệu đồng quý vị nhé. Giá 5 triệu đồng đã bao gồm phí vận chuyển rồi. Đấy. Mọi chi tiết và các bác yêu mến ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em cầm loa này thì các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị trên tấm biển, hoặc các bác để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.